hôm nay tụi mình lại tiếp tục thả cục. Đó là cái lùng què gì vậy? Sắp lọ lên dĩa nhậu trước. Nó biết số nhỏ luôn kìa, muốn mắt ngừng gừng luôn kìa. Rồi tiếp theo là ăn nhỏ. Nên quyết định là mình sẽ ăn cứt, không làm việc nữa, quyết định ăn cứt. Ở đây là mình có một con cụt, đây một con cụt khá là đã luôn các bạn. Ra bãi biển là chúng ta nên chơi chứ không nên làm việc các bạn ơi. Bãi biển là chúng ta nên chơi chứ không nên làm việc các bạn ơi. Mình sẵn ghi với cụt coi hả như thế nào nha các bạn. Ủa wow. Ok anh em chơi chung là đây đây. Ok. Rồi bây giờ mình với vậy là sẽ chơi lướt cụt đúng các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ chơi cái môn rất là thịnh hành ở bãi biển, đó chính là xây lô đèn cụt các bạn. Đây là một trò chơi rất là khó luôn các bạn. Chúng ta phải xúc cụt, bỏ vô xô như vậy, sau đó bắt đầu xây nha. Đó. Nói chung là bên năm sao của tụi mình là có nguyên một cái bàn cụt như vậy luôn. Chắc chắn là hai người ăn không hết các bạn, nên mình kêu ba thằng